Hello, xin chào anh nhá. Hôm nay em Hoàng sẽ làm clip chơi game nhá. Lâu rồi em Hoàng chưa làm clip chơi game mọi người ạ. Hôm nay em Hoàng sẽ lấy cái combo là AK với cả Honey Badger, hai combo đạn bài, bán xem nó có ok không em nhá. Thằng này nó cay hết mạng của em rồi, đẩy dần vào em ơi. Tí phải cho nó trả giá luôn. Thì cái khẩu Honey Badger ấy được cái bắn nó rất là mạnh em nhá, ở tầm xa với tầm trung ấy. Úi giời, một thằng này liếm luôn anh em ơi, chết là phải gạt nhé. Thì cái khẩu Honey Badger ấy bắn tầm xa tầm trung nó kiểu đạn nó rất là ổn định ấy mọi người, nên là bắn nó rất là sướng. Nếu anh em làm chủ nó sấy cực phê, mỗi tội là tốn đạn lắm em ạ. Anh em mà bắn khẩu thì chắc phải 400 viên mới đủ quá, chứ 300 viên sấy không ăn thua anh em ạ. Ở đây từ từ nhé, đây có một tiếng chân này anh em ơi, nghe thấy chưa? Mày này, thằng này gạt của em, cho nó biết thế nào là gạt mạng của em mọi người nhé. Mày gạt tao, gạt này mẹ mày, không làm mà nói có ăn này, chỉ có ăn đạn thôi. Đây này, thì mình bắn thằng nào đây? À đây rồi, cái đứa chơi đuổi 51 với chúng tôi này, 51 với chúng tôi này. Thì bắn đồng đội tao này. Ok luôn anh em ơi, clear anh em nhá. Đây có một thằng hạ dù xuống này anh em. Sấy thằng này hơi mù mắt anh ạ. Ê, nó siêu mù mắt luôn chứ. Ê, cuối cùng cũng đi, đoán cho em dính máu anh em ạ. Đằng sau có người này, ăn máu đã. Để cho đồng đội đẩy lên dần nhá. Đó, có hai ông đẩy lên này. Một ông nốc rồi này. Hai ông nốc nữa anh em. Mẹ, để con gái nó bắn nốc hay sao kìa anh em ơi. Cay thế nhở. Nào bạn đâu rồi, mày này, con gái ạ. Con gái mà chơi game hay thì chỉ có bị gạt thôi bạn ơi. Ê, hai ông con trai mà để gái nó gạt kìa anh em. Đây Hoàng mua đồ, sắm đồ cho Honey Badger các kiểu rồi. Chạy đi kiếm người mà nó lại sấy em ở trên núi anh em ạ. Nó tìm đến cái chết thì cho nó cái chết thôi anh em ơi. Đụng đến ai không đụng đi, đụng đến em Hoàng đấy là dở rồi. Ở đây có con boss bắn thằng AFK này anh em nhé. Kiếm luôn hai mạng em ơi, cho tròn 9 kill này, ngon luôn một em này. Ai em nữa này, đó anh em thấy không, sấy Honey Badger tuyệt vời luôn. Nãy vừa nghe thấy tiếng súng, nó bắn ở trên này em ạ. Nó bắn ở trên này ấy, vừa bắn vừa kê em nhé. Đó anh em nghe thấy tiếng súng chưa. Đó, chạy này. Bạn ơi, bạn đi đâu, ui ôi. Đảo ghê phết anh ạ, ở dưới tầng đá một thằng nhá. AUG anh em ơi, AUG nha. Mày này, một viên, hai viên này. Mẹ, bắn nó không ăn thua anh em ạ. Bắn bọn này phải cầm 5 viên Honey mới ăn thua anh em ạ. Đạn Honey anh em nhìn em Hoàng sấy kìa. Ê, nó tụt như tụt quần rồi em ạ. Một tặng, hai tặng, ba tặng. Úi sao bạn chạy ẩu thế bạn ơi. Bạn chạy như vậy là chạy ẩu nha. Lần sau phải khói ra nhá. Mới nốc một thằng rồi anh em ơi. Còn một thằng này à, nên luôn anh em ơi. Đồng đội nốc rồi. Nốc hai rồi. Đẩy luôn anh em nhá. Có chiến mã rồi anh em ạ. Còn chiến mã này thì mui trần, nó sấy là hơi thốn đấy. Nên là anh em cứ gọi là đẩy từ từ anh em nhá. Đang táp này. Nào bạn đâu rồi. Đây. Mày cứu à. Đâu rồi. Mày. Úi ôi, thằng này trâu ấy. Ê, nó trâu ơi, trâu ấy. Gạt luôn anh em ơi. Trâu thì phải gạt luôn anh em ơi. Trước mặt em này. Nó cầm UMP anh em ơi. Bình tĩnh thôi. Cắn máu đã. Nó nằm ở đâu ấy. Ui, mẹ tí chết anh em ạ. Đằng sau mình đồng đội bị bắn kìa anh em ơi. Đồng đội đang bị team nào đến úp sọt kìa. Từ từ đã. Bắt thằng này đã. Phải bắt thằng này em ạ. Nó trốn đâu ấy à. Mẹ. Không nhìn được em ạ. Ui rồi. Đâu rồi. Mày này vỡ đầu chưa con trai. Ui. Chạy em ạ. Ui, nó sấy căng thế. Khủng long đấy anh ơi, té. Mê vừa bị sấy đấy ơi, khủng long. Ui. Mày. Vào nhà anh em ơi. Con mê đi khủng long xong rồi nó lại cover anh em ạ. Thốn thật anh em ơi. Mày thế số vẫn sống anh em ạ. Tí chết anh em ạ. Khủng long nó dẫm cho em mày tí toang anh em ạ. Đây đạn bảy rồi. Anh em thấy không? Em vàng sấy. Mê đạn bảy thốn như ơi thốn luôn, xây tía hết anh em ạ. Khẩu này anh em bắn là phải tầm 400 viên đạn bảy may ra mới ok được em ơi. Để bắn Nova 400 viên này. Một thằng nó bị kê anh em ơi. Nó bị kê anh em ạ. Có mỗi một thằng ở trên đây thôi. Hai viên đầu anh em ạ. Ui, một viên kìa. Hai viên. Ui. Hai viên AK đầu, hai viên Honey mới chết anh em ạ. Đồng đội bên này. Anh em thấy không? Ui, xây dính thế này bảo sao mày ăn gì bọt. Không ăn gì bọt thì hơi bị phí nha. Ra gạt rồi anh em ạ. Gạt luôn nha. Mẹ. Hết sạch đạn bảy anh em ạ. Hết sạch xanh luôn kìa. Anh em thấy không? Đèn thật anh em ạ. Sấy nhanh hết đạn bảy thật ấy. Xung quanh đây mới có đạn bảy không? Có đạn bảy thì ngon anh em ơi. Không phải tí phải ném khói ra kia nút anh em ạ. Bên kia đồng đội bị bắt rồi. Bắn mất một đồng rồi anh em ạ. Nóc thêm một đồng này. Thôi tầm này trời cứu em nhé. Bọn này còn hồi sinh hay sao? Tí nó sẽ hồi sinh xuống em ạ. Hơi cứ kệ nó thôi. Bình tĩnh anh em nhé. Này anh em thấy không? Đó xuống một thằng này. Hai thằng này. Đó hai thằng em vừa lóc ấy. Nó bay xuống rồi đấy. Cứ bình tĩnh anh em ơi. Xuống đây nó nút đồ. Đồng đội mình cầm hẳn khủng long đây nè. Được đấy, được của nó đấy. Nhớ bảo trọng bạn ơi. Cầm khủng long lên, bạn không biết chơi là cũng dễ gãi lắm nhá. Nút nếm khói ra súng thằng này nút đồ em nhá. Bắt buộc phải nút đồ thằng này, không nút đồ thằng này thì không có đạn bài, hết sạch đạn bài rồi. Bắn có một tơn nữa là hết thôi. Chúng ta nút đồ nhá. Đây này, nó rụng xuống đây anh em ơi.
ôi thằng này không chơi đạn 7 các bạn, chơi toàn đạn 5. Còn M4 nâng cấp thế này, em Hoàng định đổi sang M4 nâng cấp nhưng mà nghĩ lại lại thôi các bạn, thôi chơi đạn 7 cho nó sướng các bạn. Chứ chơi đạn 5 bắn không tự tin lắm các bạn. Đạn 5 bắn cảm giác nó không được tự tin lắm. Đạn bắn đạn 7 nó quên rồi em ạ. Ok, đây, đổi được khẩu M24 thêm được cái đạn 7 nữa. Đồng đội bị nốc rồi anh em ạ. Em Hoàng định lấy con khủng nóng đẩy lên ấy, nhưng mà nhìn thấy có một thằng nút đồ anh em ơi, ra thịt luôn anh em ơi. Nút đồ lại. Nút đồ với chúng tôi, còn một thằng đang bắn ở trên kìa. Đâu rồi? Sấy hơi nhiều nhá. Bạn sấy hơi nhiều, một viên, hai viên này. Ui mẹ, vướng hai cái cây em ạ. Cay thế nhỉ? Quả không có cái cây kia, thằng ấy chết với em rồi đấy. Mà hết mẹ đạn 7 rồi. Mà tốn đạn 7 thế. Bảo sao độ chính xác của em thấp, hóa ra là em Hoàng sờ bám đạn 7 nhiều vãi cả đái em ạ. Sờ bám đạn 7 nhiều thôi, cầm khẩu này bắn cận chiến em nhé. Còn Honey Badger vẫn là bắn tầm xa em nhá. Đổi súng một tiếng vậy ạ. Nào thằng này có chạy bo không? Mình chạy bo và chiến mã, chạy bo cũng khá là dễ thôi. Thằng kia nó áo bo, khủng long nó vẫn còn hay sao em? Khủng long vẫn còn đấy. Anh em nhưng mà cũng sắp nổ rồi, khủng long vẫn còn nhưng mà cũng sắp nổ rồi. Cứ bình tĩnh thôi em nhé. Khủng long vẫn còn đuôi cả anh em. Chạy nào. Bạn ơi là bạn chạy thì bạn xác định luôn còn gì nữa. Ở đấy thì còn Maya sống nên nút đạn đồ anh em nhá. Nút đồ còn đạn 7 đấy, còn một team bắn ở bên kia anh em ạ. Tí chạy vào bo về nhớ kê bọn ấy nhá. Bọn này tí phải chạy bo SML anh em ạ. Cứ bình tĩnh thôi, nút đồ đã. Ui, thiên đường đạn 7 đây rồi anh em ơi. Mẹ đó. Thiên đường đạn 7 rồi em ạ. Bắn em Hoàng bắn một trận chắc phải cỡ vậy phải 400-500 viên đạn 7 mất chứ 300 viên không ăn thua anh em ạ. 300 viên không ăn thua chắc phải 400-500 viên, không biết anh em nào bắn combo đạn 7 như em Hoàng có tốn không. Em Hoàng bắn chắc phải mỗi trận phải tầm 500 viên mất. Trận này chắc phải hơn 500 viên mất đấy anh em ạ. Nhặt bao nhiêu vẫn thiếu đạn 7 ạ. Và đây cắn máu anh nhá. Và đây cắn máu rồi mình kê cái bọn ở ngoài kia nhá. Check cả trên đồi đấy em nhá. Awesome. Mình phải check cả trên đồi đó xem là có thằng nào trên đồi nó cắn trộm không. Ok kìa, anh em nhớ chưa? Đó, ra chơi luôn này. Bọn này tí nó chạy bo này. Đây, chạy bo lại. Chạy bo với chúng tôi này, xác định chưa? Gặp Honey Badger và chạy bo rồi. Thôi, xác các bệ định luôn còn gì nữa. Mình có chiến mã, tí mình vào bo dễ anh em ạ. Nó còn đồng đội mới nóc thôi. Đâu rồi bạn ơi, ra gạt đi. Để đồng đội lên cứu là dở đấy. Khói này, đồng đội mà chạy ẩu là dở đấy bạn nhớ. Đây, mày này. Ui, chạy ẩu thế bạn ơi. Quả về khói nữa chứ, mình có một quả ăn thua gì bạn. Có tiếng chân anh em ơi. Còn hai thằng cuối em nhé, nghe này, một tiếng chân này ở trên tảng đá ở trên đấy thì mình sẽ lấy khói mình bọc ở ngoài cửa sổ nhé. Ở cửa sổ đấy không ném khói được, ném ném bom được em ạ. Leo lên đây thì em Hoàng không leo được mọi người, không biết leo kiểu gì. Tôi cứ ném nó ra đây em nhé, đó ném khói ra bọc ở đằng sau không có nó cắn trộm anh ạ. Xong rồi mình ra ngoài cửa mình ném bom lên, chắc là tới đấy em nghe nó cũng gần thôi. Ok, hai quả khói bọc rồi anh nhé, giờ ném ta ném bom em ạ. Đâu rồi bạn ơi? Bạn đâu rồi? Tảng đá trên kìa, nó tảng đá trên kìa. Nghe phốt là tảng đá trên anh em nhé. Một quả này. Mình có cửa hàng em ạ, có cửa hàng nên là anh em cứ buôn bom thoải mái em nhé. Cứ hết lại mua anh em ạ. Tiền thì nhiều em. Đó, này vào mua anh em ơi. 1, 2, này. Đó. Thao bom mà dã. Đầy tiền rồi anh em ạ. 5 quả bom thì dã thì thôi. Điếc tai nó ủ rồi. Mấy quả bom vừa mới trên móc nhà anh em ạ, nó cũng trả bom mình ạ. Mày, có tiếng chân này. Thấy hai thằng rồi nè, một thằng tảng đá, một thằng bên trái anh em nhé. Nào, xem bọn nó cùng team hay khác team anh ạ. Nó mà đẩy lên nhà thịt hết này. Nó không dám đẩy đâu. Đâu rồi? Cho quả bom nữa anh em nhé. Em Hoàng đầy bom em ạ. Đầy bom anh ạ. Đây này. Vừa chạy ra đấy, nụ cái đầu này. Ui, nó ném bom mình thật luôn anh em ạ. Có tiếng chân này. Mày này, top 1 anh em nhá. Awesome. Rất là đơn giản luôn. Danh bậc thầy siêu việt 8 sao nha.